Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Vị Thuốc Quanh Ta. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những cái bài thuốc từ cây Muồng Châu. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay thì còn có y sĩ Hoàng Thị Lan, phó trạm trưởng của trạm y tế xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. Vâng, xin chào y sĩ ạ. Vâng, chào cháu, chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Dạ vâng, trước khi mà đến với lại những cái bài thuốc mà có sử dụng cây Muồng Châu thì y sĩ có thể giới thiệu một chút cái đặc điểm của loài cây này được không ạ? Vâng ạ, cây Muồng Châu còn có tên gọi khác là cây lác hoặc cây muồng lác. Cây Muồng Châu thì thường cao khoảng 1,5 m hoặc có thể là cao hơn. Thân cây Muồng Châu thì mập và có cái cành nằm ngang, có lông rất nhỏ và nó có các cái khía. Lá thì Muồng Châu thì lá mọc so le và kép lông chim, kích thước lớn dài khoảng 30-40 cm, gồm 8-12 đôi lá, hình chữ nhật hoặc hình bầu dục, tròn ở hai đầu. Lá thì dài 5-13 cm, rộng 2,5-7 cm, thường to dần về phía ngọn và hai mặt thì nhẵn, cuống thì lá rất to. Cụm hoa mọc ở kẽ lá và ngọn thành bông to, dài khoảng 30-40 cm. Cuống cụm hoa thì mập, hoa thì màu vàng và có màu vàng nâu nhạt. Quả thì dẹt có cánh ở hai bên rìa, dài 8-16 cm, rộng 1,5-1,7 mm. Hạt thì nhiều và dẹp, hình quả chám. Vậy thưa y sĩ, là không biết là cây Muồng Châu này thì đã được trạm mình trồng lâu chưa? Và khi trồng đây thì người dân bản địa thì họ sử dụng cây này như thế nào ạ? Vâng, thưa cháu, là cái cây Muồng Châu này trạm của cô là trồng rất là lâu rồi. Mà rất cái cây này nó rất có nhiều công dụng mà người dân ở đây hầu như là đến là dùng cái cây này là thường xuyên. Đấy, lần nào cũng đến cũng hỏi xin về để chữa bệnh. Cái bộ phận mà người dân dùng là cái bộ phận nào và họ sử dụng thì cái sơ chế của họ như thế nào thưa y sĩ ạ? Thường thường người dân người ta đến người ta chỉ xin lá. Đấy, xin lá về thì có trường hợp hắc lào là về người ta rửa sạch xong người ta giã ra và cho một tí muối vào và là bôi lên trên cái vết thương của họ. Đấy. Như vậy là có thể thấy là những cái loại cây này thì người dân cũng khá là biết cách để mà sử dụng trong cái điều trị bệnh đúng không ạ? Vâng, dân thường thường là cái cây này thì dân ở đây nó rất là thành thạo sử dụng. Nhiều công dụng là vậy thì không biết là những cái bài thuốc cụ thể có sử dụng cây Muồng Châu là gì thưa y sĩ ạ? Vâng. Sau đây tôi cũng xin trao đổi một số các cái công dụng, một số bài thuốc đối với cây Muồng Châu. Bài thuốc thứ nhất thì là bài thuốc chữa hắc lào lăng ben, thì gồm có lá Muồng Châu tươi, thêm muối, giã nát và lấy nước bôi ngày 2 lần, sáng và chiều. Lưu ý là sau bôi khoảng 10-15 phút thì đi rửa ngay vì có thể là gây bỏng nhẹ nếu để lâu. Và bài thuốc thứ hai là bài thuốc chữa táo bón. Thì Muồng Châu gồm 20g, chút chít 20g, đại hoàng 4-6g, sắc uống trong ngày hoặc có thể dùng nước uống lá tươi hoặc nước sắc từ lá khô cũng có tác dụng tương tự. Bài thuốc thứ ba là bài thuốc chữa viêm họng, thì lấy lá Muồng Châu ép lấy nước, pha loãng nước đó dùng súc miệng mỗi ngày. Và bài thuốc tiếp theo là bài thuốc chữa thấp khớp, Muồng Châu 40g, vòi voi 30g, tang ký sinh quế chi, dứa dại, rễ cỏ xước mỗi vị 20g, sắc uống ngày 1 thang trong 7-10 ngày. Và bài tiếp theo là chữa đau thần kinh tọa, thì gồm Muồng Châu là 24g. Cây lức là 20g, thần thông, dễ nhàu, kiến cò mỗi vị 12g và đỗ trọng 8g, sắc uống ngày 1 thang. Khi mà sử dụng cây Muồng Châu này thì mình cần phải lưu ý những gì không thưa y sĩ ạ? Vâng ạ, cũng như các cái loại cây khác thì sau khi sử dụng cái cây Muồng Châu này thì chúng ta có một số cái lưu ý sau ạ. Không nên sử dụng trong một thời gian dài. Những người có tỳ vị hư hàn thường bị lạnh bụng, tiêu chảy thì không nên uống lá Muồng Châu. Một lần nữa thì xin cảm ơn những cái chia sẻ của y sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những cái thông tin chia sẻ mà y sĩ Hoàng Thị Lan vừa mới gửi đến thì quý vị và các bạn sẽ có những cái hiểu biết hơn về cái công dụng cũng như là những cái bài thuốc khi mà sử dụng cây Muồng Châu. Và đến đây thì chuyên mục Vị Thuốc Quanh Ta tuần này của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.